Ngày 25 tháng 9, trang Okezone, Indonesia, đăng bài bình luận đáng chú ý với tiêu đề U23 Indonesia vẫn an toàn, U23 Thái Lan là đại diện tệ nhất Đông Nam Á tại ASEAN 2023. Tuy bút Ramdani Bơ cho rằng dù vượt qua U23 Việt Nam ở danh sách các đội hạng 3 để giành vé đi tiếp, nhưng U23 Thái Lan lại là đội thi đấu kém thuyết phục nhất trong số 4 đại diện của Đông Nam Á tham dự ASEAN 19. Lý do là bởi U23 Thái Lan không thể giành chiến thắng nào ở vòng bảng. U23 Thái Lan là đại diện Đông Nam Á tệ nhất ở vòng bảng ASEAN 2022 chứ không phải U23 Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Thái Lan lại là đội có màn thể hiện tệ nhất còn U23 Việt Nam lại không thể giành quyền vào vòng 16 đội cuối cùng của ASEAN. Trong số 4 nước Đông Nam Á tham dự môn bóng đá Nam ASEAN, chỉ có duy nhất U23 Việt Nam không lọt vào vòng 16 đội. Việc U23 Việt Nam không đi tiếp xuất phát từ thể lệ của giải đấu, khi kết quả với đội cuối bảng không được tính. Chính vì thế nên khi xét ở danh sách các đội hạng 3, U23 Việt Nam chỉ có 0 điểm. Dẫu vậy, nếu tính kết quả chung cuộc thì U23 Việt Nam không phải là đại diện Đông Nam Á có thành tích tệ nhất. Thay vào đó, đội tệ nhất là U23 Thái Lan. Tờ báo Indonesia cho rằng Thái Lan là đại diện Đông Nam Á thi đấu tệ nhất tại vòng bảng ASEAN 19. Đội quân của huấn luyện viên Isara Suritaro đã không thể giành được chiến thắng nào ở vòng bảng. Qua 3 lượt trận, U23 Thái Lan chỉ giành được 2 điểm với 2 trận hòa trước Bahrain và Kuwait, trong khi bị Triều Tiên đè bẹp 0-4. Thành tích của U23 Thái Lan thậm chí còn thua cả U23.